một chút xíu nha quý vị ơi. Rồi ngồi vô đây. Rồi bây giờ xin mời hai bạn có thể tháo mặt nạ của mình ra nha. Bây giờ thì mình đã ngồi vào vị trí rồi. Bây giờ chúng ta trò chuyện lớn lên để cho hai bên có thể nghe rõ được nhau nha. Dạ. Bây giờ mời anh giới thiệu về thông tin cá nhân của mình trước. Anh xin chào Cát Tường, anh xin chào khán giả và xin chào bạn gái bên kia trái tim. Em tên là Trần Văn Lộc. À, năm nay em 44 tuổi. Dạ, quê quán em bên nội em ở Long An. Còn nhà em hiện tại là ở Hóc Môn. Hiện tại là anh đang làm công việc gì? Sản xuất chanh áo tại nhà. Cái nghề này mình làm lâu chưa? Dạ, nay 8 năm mà chị. 8 làm năm. 2 năm 2011 đến giờ. Rồi trước đó thì anh làm gì? Trước đó là em nghề nghiệp của em là sửa máy vi tính. Wow, sửa máy vi tính. Nhưng mà anh là sản xuất hay là anh là... Em tự làm sửa sản xuất, tự thiết kế, tự làm cái chanh nó ra tại nhà luôn chị. Có nhiều người phụ không? Dạ có 2-3 người thôi. Tại vì em rể với anh rể hộ thôi. Là coi như trong gia đình. Trong gia đình. Coi như là anh làm hết. Coi như là anh là giám đốc đó. Dạ. Tự làm luôn phải không? Dạ. Vậy em hỏi thiệt là giờ thu nhập của anh làm bán chanh như vậy là khoảng bao nhiêu? Thì nói chung là tùy theo cái mức định giá của cái sản lượng của mỗi tháng đó. Dạ. Ví dụ mỗi tháng đó dù em có thể thu nhập bình quân, ví dụ như là gần Tết thì em thu nhập nhiều. Dạ. Còn nếu mà qua Tết thì ví dụ em hàng chậm lại thì cái tháng bình quân ví dụ 7 triệu 10 triệu là cũng bình quân thôi. Đó là lợi nhuận đó ha. Lợi nhuận dạ. Dạ dạ. Như vậy là mình tự cung tự mình tự sản xuất, mình tự buôn bán luôn rồi gia đình mình làm chung với nhau luôn. Anh đang ở với nhà với ai? Ba mẹ hay là? Hiện giờ nhà em có 5 chị em mà ai cũng gia đình hết riêng hết. Dạ. Giờ em có mình em ở với mẹ em ở một cái nhà ở hiện tại Hóc Môn thôi. Dạ, hai mẹ con. Dạ hai mẹ con thôi. Dạ, rồi. Có nghĩa là bây giờ nếu mà anh lấy vợ thì anh cũng mong muốn là vợ về sống chung với anh, cái làm dâu chung trong nhà để sống chung với mẹ luôn đúng không? Dạ đúng. Đó, tôi rành lắm, tôi hỏi sơ sơ tôi biết hết trơn à. Rồi mời em gái. À, dạ, chào chị Cát Tường và bạn trai đối diện. Em tên là Phạm Thị Kiều Diễm, năm nay 35 tuổi, hiện đang làm bác sĩ. Dạ, mình bác sĩ khoa gì vậy? Dạ, em là bác sĩ Nhi ở Bệnh viện Nhi Đồng 1. Quê quán mình ở đâu nè? Em quê quán ở Quảng Ngãi, nhưng mà sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Có chung hai anh chị đều giống nhau là mình đều sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ha. Một bên hiện tại kinh doanh về tranh ảnh Phật giáo tại nhà, một bên là bác sĩ khoa Nhi. Cho Tường hỏi chút xíu nữa về công việc của mình đó là có phòng khám tại nhà hay là mình làm tại bệnh viện thôi? Dạ, giờ giấc mình như thế nào? Dạ đúng rồi, thì em cũng như là bệnh viện thôi. Bác sĩ thì hơi cực chút xíu là phải trực đêm. Một đêm thì trực cũng phải tùy cái đợt nha, mà có thể là một tháng là 5-6 đêm. Một chút xíu về cá nhân, điểm những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Em thấy em tính là dễ gần, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Rồi. Có thể là hay giúp đỡ người khác. Còn em thấy nếu mà điểm yếu của em thì thấy cũng hơi nhiều đó. Rồi một vài cái điểm yếu. Ví dụ như là em sẽ hơi khó tính. Nếu mà em mà thiếu ngủ gì đó, rất là khó chịu. Công việc của mình là lại thường xuyên thiếu ngủ. Dạ, phải đúng không? Rồi. Có nghĩa là thường xuyên khó chịu đúng không? Thế mình đi làm nhiều vậy rồi về công nội trợ bếp núc ở nhà thì có thời gian để làm không? Hay là mình đang sống với ba mẹ? Em đang sống với mẹ. Coi như là cũng có mẹ phụ. Dạ, lớn giúp cho hết đúng không? Chứ bác sĩ đi về chắc cũng nghỉ ngơi mệt chứ đâu có thời gian đâu vô bếp đâu đúng không? Dạ, đúng luôn, tôi nói đại mà đúng thiệt luôn. Rồi cảm ơn ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, dễ dần gũi với mọi người, thích đi làm thiện. Đôi lúc em thất thủ từ thiện quá em có tiền của chị, em bán vàng đi từ thiện, bán vàng đi từ thiện. Đó em mê như vậy đó. Mê đi từ thiện mà bán dạ. Bán đồ, bán nhà, bán vàng đi từ không, thiện. Không bán nhà không bán vậy, bán vàng thôi. Dù mình có một chỉ mình bán một chỉ mình đi cho nó như là mọi người ta cũng mến mình đó chị, mình phải đi, không có đi người ta kiểm ngược. Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là như là em kinh doanh em nói nhiều quá, cho nên người ta cũng hay nói em hay nói nhiều. Cho nên đó là khuyết điểm của em rất lớn. Tại nhiều khi mình nói nhiều quá thì người ta có người ta không thích. Nhưng mà trong kinh doanh mình phải nói. Mình biết cái đó khuyết điểm của mình tiết chế lại. Mình chỉ nói khi mua bán thôi. Mọi cái chuyện khác, tình cảm, yêu đương hay là mọi thứ thì mình cũng phải... Tại khi mình nói nhiều quá mình dành người ta nói, mình không cho, không lắng nghe ý kiến người ta lại buồn. Dạ. Đúng không? Còn trong kinh doanh đương nhiên mình muốn sale mình phải nói nhiều, người ta mới hiểu sản phẩm của mình, người ta mới mua chứ. Dạ. Chứ giống như là tường nghề MC mà tường cũng nói quá trời luôn nè. Nhưng mà có lúc nào mình cần lắng nghe thì mình cũng phải lắng nghe. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Rồi, em đạo gì? Đạo Phật hả? Đạo Phật. Tại thật sự vì nghe anh này bán tranh ảnh về Phật giáo là chị cũng thích. Tại vì mình sản xuất, mình làm những cái đó, nói chung mình cũng phải có cái tâm. Và anh đạo Phật thì mới làm, khỏi cần hỏi anh đạo gì. Biết anh đạo Phật rồi, cho nên là mình mới hỏi bên này luôn. Tại thường cùng cái đạo thì nó cùng chí hướng thì nó dễ hơn. Thế về tình trường của mình sao? Thì em cũng đã trải qua 2 mối tình rồi. Cũng được 10 năm rồi chị. 10 năm trước á hả? Dạ. Mối tình dài nhất là kéo dài được bao lâu? Chắc cũng được 3-4 năm đó chị. Rồi lý do sao chia tay? Thì đến một lúc nào đó xong rồi thấy không có hợp nhau nữa. Lý do muốn thợ chia tay là dạ, không hợp rồi, nhau không. Nhưng mà suốt 10 năm tại sao mình lại không tìm được một mối tình nào khác nữa? Sau khi học xong rồi lo học
xong lại lên đi làm này nọ, xong rồi cùng quên luôn. Quên luôn. Rồi trong 10 năm đó có mình có để ý ai hay là có ai đơn phương mình hay là yêu đơn phương mình hay ngắm nghía gì mình không, nhưng mà do công việc rồi mình cho qua không, hay là 10 năm hoàn toàn trơ lơ trụi lụi không có gì hết? Người ta yêu đơn phương mình đâu biết đâu chị. Thế hôm nào lý do tại sao hôm nay lại tìm đến chương trình Hẹn Trưa? Nhưng mà bạn bè của em bây giờ đã lại định hết trơn rồi. Không, mỗi lần mà đến Tết hay lễ gì đó, tụi nó đi chơi gia đình hết trơn, bảo mình bỏ rơi mình em gì đó. Là mình tự đăng ký. Dạ. Ở nhà gia đình ba mẹ được có hối không? Dạ cũng không lắm. Dạ, đây là mình tự đăng ký chương trình ha, được rồi. Còn anh, tình trường anh như thế nào? 44 tuổi người ta là con cái lớn luôn rồi đó. À, tình trường của em nói chung là em trải qua là ba mối tình. Ba mối tình. Hai mối tình nục và học sinh, là một mối tình da trắng, một mối tình da đen. Vì da trắng da đen là sao? Có nghĩa là thời học sinh đó là nói chung là thời lý lính đó chị. À. Là em quen cái cô đó là người Hoa, da trắng, em quen được 2 năm. À. Rồi sau đó cổ 18 tuổi cổ đi học tốt ra trường, như là hết 12 rồi cổ đi lấy chồng. Cho nên em đi lấy lon đó chị. Cho nên em bị buồn. Lấy lon. Cái lon buồn. Rồi sau đó, 2 năm sau cái em quen cô đó da đen. Da đen. Dễ thương lắm. Rồi sau đó cô đó cũng quen em được 2 năm mấy 3 năm á. Thời cổ đó đi Mỹ. Trời, sao anh quen ai người ta cũng đi nước ngoài hết trơn vậy? Số em sao chị? Đi Mỹ rồi từ đó tụi em không muốn quen ai nữa chị. Em bị thất vọng á. Và từ đó cái em chống mấy năm trời luôn. Rồi sau này mới gặp mối tình thứ ba mới đây là 7 năm. Quen 7 năm? Dạ. Yêu nhau 7 năm? Dạ. Rồi mà yêu nhau 7 năm cái đoạn sau này là lớn chín chắn công việc ổn định rồi mà sao không tiến cô tới được đó không là lớn? Có con lớn rồi, lúc em quen cổ là con cổ mới 7 tuổi, 9 tuổi em nhớ vậy á. Yeah. Thì em quen được cổ 7-8 năm, thì trong thời gian đó em có gợi ý là tiến tới hôn nhân. Nhưng mà trong lúc em gợi ý á, thì cổ gia đình có xảy ra biến cố, vấn đề này nọ em không nói ra được nữa. Nay cổ 50 rồi, lớn em 5 tuổi. À. Đó, thành ra cổ cũng nói là thôi, con em 18 tuổi, cũng sắp có chú gia rồi. Thời tôi đã lập đến nhau là cũng không được đâu. Tại Lập cũng sinh con sinh cái, thì tôi đến Lập cũng sinh con Lập. Thành ra tôi không thể nào đến độc nữa, thôi mình vẫn coi là bạn trong làm ăn. Trời ơi, mà mối tình kéo dài 7 năm. Dạ em buồn chị, tuổi thanh xuân em đi qua chị. Tuổi thanh xuân đi qua rồi hả? Mà cũng đúng, tại vì thật ra nhà ta 50 tuổi rồi, người ta cũng đâu có sanh nổi nữa. Và trong khi anh thì là trai tơ mới lớn, anh cần phải có con đúng không? Dạ. Đó, thì đâm ra là nó không phù hợp. Trời ơi, đúng người lại không đúng thời điểm, mà đúng thời điểm không đúng người khổ lắm. Tôi nói yêu đương nó khổ lắm cả nhà ơi, mà ai không có tình yêu phải tìm đến chương trình mà để cần mai mối. Nên tình là bể khổ, không có tình lại càng khổ hơn. Rồi thôi được rồi, hiểu rồi. Bây giờ mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Em thì người đó phải có hài hước vui vẻ. Nãy giờ thấy anh này kể chuyện thấy hài hước rồi đó, vui thấy vui rồi đó. Yeah. Mặc dù anh kể chuyện đau khổ mà thấy mặt anh rạng ngời dữ lắm. Rồi gì nữa? Phải cao hơn mét 65 trở lên. Anh được mét nhiêu? Chắc mét 6 rồi chị. Mét 6, bởi vậy hèn chi anh trợn tròn mắt vậy nè. Mét 6 à? Thôi, quan trọng là hợp nhau được rồi, cao chút xíu rồi cũng tôi mua tặng anh đôi giày độn nha. Rồi, cái gì nữa? Phải biết chia sẻ việc nhà. Biết làm việc nhà không anh? Dạ, hiện tại giờ em ở với mẹ em, việc nhà em làm hết. Chỉ có nấu ăn em biết nấu thôi. Chỉ là giặt đồ, rửa chén, quét nhà, lau nhà. Má em 7 mấy tuổi em làm hết. Anh làm hết. Chỉ có nấu ăn là má em nấu, chỉ mấy lần rồi em nấu hoài không được, em nấu hoài nó bị lạc lạc mặn mặn em không được. Mà nhiều khi anh đỡ hơn em rồi đó. Em là không có làm gì luôn đúng không? Không, em biết nấu mà. À, nhưng mà ở nhà là em đâu có làm, em biết nấu nhưng mà em không có làm. Còn ở đây người ta không biết nấu nhưng mà việc nhà người ta làm hết. Thì mấy mốt về bên đây việc nhà bên đây làm, bên đây nấu cơm bên đây làm. Hai dạ được. Được không? Dạ được chị. Hợp lý rồi đúng không? Rồi còn gì nữa? Nếu mà công việc ổn định thì em thấy ảnh công việc cũng ổn định. Ừ, công việc anh ổn định rồi đó. Yeah. Anh làm công việc này 8-9 năm là chị ổn định rồi. Đơn có điều gì em không thích ở người đàn ông không? Vũ phu. Vũ phu? Không có đâu. Người đời ơi, đi sản xuất mỗi ngày mà ngồi làm Phật Pháp đồ mà. Không bao giờ vũ phu đúng không? Dạ không chị, em còn chia sẻ tình cảm với người ta nữa chị. À. Như người ta, những người Phật tử á, gặp em cái buồn gia đình như chồng bỏ con bỏ, gặp em cứ đè em ra cái hẹn em cứ nói chuyện. À, thấy anh rảnh quá đó. Bung đừng nhiên. Ai gì anh đã có thời gian anh lo cho người yêu anh, giờ anh rảnh quá anh ngồi không, người ta tới ta xả chuyện vô anh đúng không? Nhưng mà người ta ngược lại người ta cũng không hộ em. Nên khi người ta giới thiệu em hàng quá người ta cũng mua giùm. À, thì đó là công việc mua bán kinh doanh thì mối nhiều lắm nè. Đó. Rồi còn anh thì anh muốn tìm một người vợ tương lai mình là người như thế nào? Chung là em thích một người phụ nữ nửa truyền thống hiện đại. Như là cũng hợp tính giống em, như là vui vẻ hòa đồng, có nỗi buồn tôi chia sẻ trong cuộc sống, như là nếu mà vợ chồng á mình chia sẻ trong cuộc sống, hiểu nhau thì hiểu nhau, như là mình phải chia sẻ nhau cho nhiều hơn. Thí dụ như bây giờ mà anh với cô này ok với nhau đi thì công việc của cổ là một tháng cổ cũng phải đi trực, rồi đi trực qua đêm 5-6 ngày như vậy đó, thì anh thấy có được không?
năm tới ngày không sao, tại em sợ cả tháng thôi. Sợ là sợ cái gì? Cả tháng nhớ vợ. Nhớ vợ chứ không phải là nghi ngờ hay ghen tuông gì. Không đúng không chị, không chị đâu. Nhớ vợ thế đúng không? Thương ghê. Thì anh xách cái mền vô trong bệnh viện ngủ chung luôn. Dạ có à. Có à vậy. Ông này ông nói tôi tin thiệt luôn, mặt ổng thật. Thiệt dữ lắm luôn, mặt rất thật luôn á. Bây giờ về nghe đồn anh hát hay lắm phải không? Bây giờ anh muốn em cho anh mở cửa trái tim ra cho hai người nhìn nhau, anh hát cho cổ nghe hay là anh muốn nghe tiếng hát qua trái tim? Đây này do bạn nữ quyết định luôn. Em để bạn nữ cho bạn nữ quyết định luôn. Để mở cửa cho mới thấy. Mở cửa mới thấy. Rồi bây giờ trước khi thấy phải đoán chứ. Bây giờ có hình không? Đây. Trời ơi. Hình này mà đoán là mệt đây. Hãy tìm đi. Có bạn gái, có người vợ tương lai của anh. Nếu có thể ở trong bức ảnh đó, ba anh đó chọn anh nào được tôi gả luôn. Em chọn cô này chị. Đâu, chọn cô nào? Cô này. Lý do sao chọn cô này? Cảm tính của em thôi chị. Cảm tính. Rồi giữ đi nha. Mà giữ yên đó, hồi mở ra có phải không nha. Theo em chắc là anh này. Tại lý do sao chọn anh đó? Anh nói ảnh cao có biết sống. Hay quá. Rồi. Sao? Cảm tính có gì trục trặc, có gì thay đổi không? Người ta nói người ta cao 1m6, em phải cho người ta một cái gợi ý để người ta kiếm em chứ. Tóc dài, không cột tóc. Tóc dài mà không cột tóc, đó kiếm đi. Căng quá. Thôi em dứt quyết chọn cô này đi. Cô đó tóc ngắn hay tóc dài? Em thấy tém lên mà nó thấy rõ chị. Đâu được coi. Thôi tóc đâu? Tóc em giống chị mà. Tóc em giống chị. Thôi tùy anh đi. Trời ơi, vợ anh không phải vợ tôi đâu. Rồi bây giờ chúng ta hãy cầm lấy tấm ảnh mình vừa chọn nhé. Rồi xem các tường sẽ mở cửa trái tim coi chúng ta đã chọn đúng hay không. Và tên tuổi quê quán nghề nghiệp nè. Dạ, em tên là Lê Minh Phúc, sinh ngày 22 tháng 1 năm 1995. Hiện tại mình đang là nhân ở khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giục. Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giục, Long An à. Mình làm gì bên đó? Mình làm bên công ty dầu ấy chị. Mình làm bộ phận gì? Áp tải, đi theo xe để giao đồ vậy. Rồi lương tháng của mình thì bao nhiêu? Ủa hồi nãy mình nói là tên gì quên rồi. Thôi nhỏ quá, không nghe được nè. Em tên Phúc chị. Phúc. Rồi Phúc giao như vậy thì lương tháng của Phúc là được khoảng bao nhiêu tiền một tháng? Dạ, nói chung là tầm khoảng 8 triệu đổ lên đó chị. Rồi hiện tại là mình đang ở Long Hậu với ai? Long An với ai? Dạ, nhà thì ở Long An chị. Còn em hiện tại ở Long Hậu thì em ở trọ. Nhà ở Long An. Ủa, Long Hậu cũng là của Long An mà. Hả? Nhưng mà nó chia ra thì ở chỗ công ty đến nhà em khoảng gần 1 tiếng lận. Nhà mình là ở huyện nào? Cần Đức, tỉnh Long An. Còn cái ở trên em ở là Long Hậu. Rồi. Này. Bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của Phúc là gì? Dạ, điểm mạnh thì còn điểm yếu thôi mà hay nhút nhát ở chỗ đông người. Rồi bây giờ lên chương trình bạn muốn hẹn hò thì có nhiều người như vậy thì mình có sẵn sàng chưa, có chuẩn bị tinh thần? Ok, em đã đăng ký lên rồi thì em đã chuẩn bị hết rồi chị. Rồi ok, thì bây giờ ngoài cái đó thì giờ sở trường của mình là gì? Biết nấu ăn, hát hò, nhảy múa hay thể thao gì không? Đó, em thích hát. Sở thích là thích hát hả? Rồi thôi chị hát tặng chương trình một xíu đi. Dạ, tặng chương trình một xíu hả? Một hai câu gì đó. Thì em sẽ hát tặng một câu giọng cổ. Rồi mời em. Dạ, xin chị và mọi người lắng nghe. Dạ, em hát nha chị. Em hát đi. Biết tình yêu anh không thể gian sinh, nhưng anh cũng chẳng hề dễ dàng. Nhưng từ bóng tối cô đơn, anh vẫn thầm
trong mình nghe mở rộng vòng tay chào đón. Nghe gió khi tư thoại lạnh giữa tâm hồn ba hồ đêm nổi rồi. Ok, thì bây giờ em nói về tình trường của mình xíu đi. Có mấy mối tình rồi, lý do vì sao chia tay? Có ba mối tình. Ba mối rồi sao chia tay nè, kể nghe coi nè. Em ngày sau năm cái 23 tuổi, sau năm 23 tuổi là 24 tuổi bắt đầu em và vợ em đã chia tay chị. Là ly hôn rồi đúng không? Ly hôn cho đến thời điểm bây giờ thì xong. Có con gì không em? Dạ em có một bé gái chị. Mấy tuổi rồi? Dạ được 23, năm nay là 28, thì được 5 tuổi rồi chị. Là đang ở với mẹ hả? Dạ em đang ở với mẹ. Và bé gái là cũng 5 tuổi ở với mẹ rồi, em có chu cấp gì không? Dạ lúc trước á, giờ em thì em cũng chu cấp thường xuyên đi cùng chị. Nhưng mà từ khi mẹ của con em á rồi có chồng rồi nên là dắt theo chồng nên là em cũng ít về bên đó để gặp con mình á chị. Rồi cũng không gửi tiền về thăm em à, em bé à? Em thì em vẫn gửi về thăm bên mẹ vợ em á, thì lâu lâu em mới về để em cho chị. Rồi thì bây giờ mong muốn như thế nào nè, một người như thế nào sẽ phù hợp với em? Nói chung em cái khuyết điểm của em á, mong đã một lần mình bỏ dở rồi, khi một lần nữa thì em cũng mong sau người sau này mà bước đến quãng đường còn lại của em là biết thương yêu, là chăm sóc cho gia đình chồng con, là biết nhà loại là chị. Ngoài ra là em không cần gì hết. Ủa rồi ở bên ngoài chẳng lẽ không có ai sao em đi làm không có ai sao mà em phải tìm đến chương trình? Tại vì nếu như mà cái điều với những cái mà em chị thấy em cũng có ngoại hình, cũng có công việc ổn định, cũng có nhà cửa này kia, chẳng lẽ ở dưới quê hay là ở gần chỗ em không có ai làm ai làm mối cho em sao? Nói chung là cũng có nhưng mà không đúng đối tượng để em thích chị. Đối tượng nó dạ cái đối tượng nó như dạ, thế chị nào sao à? Dạ, cái đối tượng đó đối tượng mà người em dạ, sao sao nói chuyện là hơi cọc cằn, quả bọ, là không có hợp với cái tánh của em nên em không có thích chị. Thì tánh em như lúc nãy em mới nói đó. Con gái là nói chuyện nói nhẹ chứ không phải là khi mà cãi cọ thì ai không xảy ra lớn tiếng đúng không chị? Nhưng mà đối với em thì hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cũng cùng nhau mà giải quyết mọi công việc trong im lìm. Rồi ok. Rồi chương trình đã ghi nhận hết những cái thông tin của em ở đây ha. Nếu như mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo lại với em để em lên Sài Gòn tham gia chương trình ha. Dạ, em đang sẵn sàng. Rồi, ok, cảm ơn rất nhiều. Dạ, buổi phỏng vấn của anh đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh. Dạ, chương trình cảm ơn anh ạ. Rồi. Bây giờ anh tự giới thiệu. Dạ vâng ạ, anh tự giới thiệu ạ. Tôi tên là Nguyễn Kim Bảo, năm 1981. Công việc hiện tại của tôi là chạy xe công nghệ hai bánh. Rồi. Hiện tại anh đang ở trọ hay là ở nhà của mình? Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, từ nhỏ. Yeah. Nhà cửa mình bây giờ đang như thế nào anh? Là mình đang sống cùng với ai? Ở nhà mình đang sống cùng với ai? Hiện tại thì tôi sống một mình. Sống nhà mẹ thì ở nơi khác. Hai ông bà ở đâu ạ? Hai ông bà cũng ở gần cách nhau khoảng 10 cây số. Thôi, anh Kim Bảo có điểm mạnh, điểm yếu gì?
Sao em? Anh có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? À, điểm mạnh nha, là điểm mạnh điểm yếu là tôi cũng là người đơn giản thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Mình nói chung là điểm mạnh của mình là cuộc sống nó bình bình vậy đó. Mình cũng không có điểm mạnh điểm yếu gì hết. À, anh từng kết hôn chưa? À, chưa chưa. Chưa từng kết hôn. Trước giờ anh có mấy mối tình nào rồi, có mối tình nào sâu đậm nhất? Nói chung thì mình cũng dễ nhớ mà cũng dễ quên. Thì ngày trước rồi mình cũng có nhưng mà mình cũng quên rồi. Thời gian mà nó cứ tự động quên. Có nghĩa là bọn em đang phỏng vấn là muốn hỏi câu chuyện của anh. Thì anh phải kể chi tiết cụ thể để bọn em hiểu thêm về câu chuyện tình yêu của anh. À, trước thì mình cũng có quen một hai người. Thì sau đó thì không có cùng sở thích hay là cùng có niềm vui, cho nên mình tự chủ động chia tay thôi. Anh tự nhận xét là theo anh thì lý do mà anh còn độc thân, lý do mà anh ấy là gì? À, nói chung thì mình còn chưa tìm được người phù hợp, cho nên mình vẫn còn độc thân. Rồi bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho mình cái người phù hợp là như thế nào? À, người phù hợp là nói chung là một người hòa đồng vui vẻ. Người đó cũng không có, nghĩa là không có yêu cầu gì quá khắt khe. Tại vì cuộc sống tôi đơn giản mà. Tôi chỉ tìm một người chung niềm vui đơn giản như mình thôi. Anh có, trong cuộc sống của anh thì anh có những cái niềm vui đơn giản như thế nào? Dạ, niềm vui đơn giản của tôi là nói chung là bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi. Tôi là thích đi du lịch bằng xe máy, hai bánh. Đó, nếu mà tìm được người bạn đồng hành nào thì có cuộc sở thích thì mình làm quen với nhau. Rồi, bạn gái mà đã từng đổ vỡ hôn nhân có sao không? Bạn gái hồi thực cũng lâu lắm rồi, thì tôi không còn nhớ nữa. Không, bạn gái cái mẫu người á, cái mẫu người mà người ta đã từng đổ vỡ hôn nhân ấy thì anh có quen được không? À, nói chung thì người ta cũng trải qua rồi. Ý là mình chỉ tìm một người bạn nào mà chưa từng kết hôn. Nhưng mà anh sinh năm 1981 mà bây giờ anh tìm một cô sinh năm 1981 chưa từng kết hôn nữa thì làm sao mà nó khả thi đó? Thì chương trình thôi, nếu mà chương trình tìm được thì tốt, còn nếu mà chương trình không tìm được thì cũng không sao cả. Có nghĩa là anh vẫn mong muốn là tìm bạn gái chưa từng kết hôn. Vâng, đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh Kim Bảo nhé. Thì hôm nay là làm quen với anh trước cái đã, xong rồi tìm được cái người mà phù hợp với anh thì chương trình sẽ liên hệ lại với anh nhé. Rồi, cảm ơn.